Từ xưa tới nay thì trong mỗi gia đình Việt đều có bàn thờ. Bàn thờ là nơi để thờ cúng tổ công, tổ tiên, ông bà, cha mẹ, những người đã mất. Trên bàn thờ thì được bày trí các bộ đồ thờ cúng như là ngai thờ, khám thờ, bát hương, đỉnh đồng, cây nến, lọ hoa. Và đặc biệt ở bàn thờ từ đường, dòng họ hoặc nhà con trưởng thì có treo thêm bộ hoành phi câu đối hoặc là cuốn thư câu đối. Có rất nhiều mẫu cuốn thư câu đối, và trước khi treo hoành phi câu đối thì ta phải biết được ý nghĩa của hoành phi câu đối, cuốn thư đó nói về điều gì, cũng như mong muốn của gia chủ. Trước khi đi tìm hiểu cách treo một bộ hoành phi câu đối như thế nào cho chuẩn nhất thì chúng ta hãy tìm hiểu qua về ý nghĩa của chúng. Câu đối là gì? Câu đối thì gồm hai vế đối nhau nhằm biểu thị một ý chí, quan điểm, tình cảm của tác giả trước một hiện tượng, một sự việc nào đó trong đời sống xã hội. Hoành phi hay cuốn thư thì bức hoành phi hay cuốn thư là những đúc kết của cha ông ta về lời dạy, về giá trị đạo đức truyền thống của tổ tiên, ca ngợi công đức của dòng họ, gia tộc hoặc là cầu mong thái bình, thịnh vượng. Phân biệt hoành phi với cuốn thư thì cuốn thư như thường thấy trên khu vực ban thờ là tấm bảng nằm ngang treo cao trên ban thờ dưới dạng một bức thư họa hay một bức tranh được viết bằng chữ Hán. Về bố cục, một bức cuốn thư cơ bản thì ở giữa là chữ được giả như viết trên một cuốn thư thật, dạng cuốn thư cổ của Trung Quốc mà ta thường thấy trong các bộ phim cổ trang. Hai bên cuốn thư là một bên bút, một bên kiếm, tượng trưng cho kiến thức và sức mạnh. Thêm nhiều họa tiết rồng phượng toát lên vẻ đẹp trang trọng, truyền thống. Hoành phi câu đối thường được cấu tạo là hai tấm bảng hình chữ nhật đặt dọc đối xứng hai bên bàn thờ, cũng có thể dưới hình oval hay hình một chiếc khánh. Ở bức hoành phi thì hoa văn có thể đơn giản, tập trung chủ yếu vào câu đối, và nội dung của câu đối hai bên phải mang ý nghĩa tốt đẹp, thể hiện được quan điểm, lời dạy của cha ông về một vấn đề đạo đức hay luân thường đạo lý ở đời. Do vậy, câu đối chữ Hán thờ mẫu, câu đối thờ thần linh hay câu đối treo bàn thờ gia tiên lại được lựa chọn khác nhau. Một bộ cuốn thư hoành phi câu đối treo bàn thờ thì còn được gọi là bức chướng bàn thờ, cũng có thể tùy theo nhu cầu và sở thích của khách hàng mà thiết kế riêng, thêm bớt một số mục. Ý nghĩa cuốn thư và chữ trên cuốn thư thì từ xưa cuốn thư hay hoành phi còn được xem là một dạng của bình phong có tác dụng là che chắn, ngăn cách không gian giữa các phòng. Và vì có tính thẩm mỹ cao với nhiều hoa văn rồng phụng được chạm khắc tinh xảo, cuốn thư trở thành món lễ vật quà tặng trong những dịp quan trọng như là vinh quy bái tổ, mừng thọ, mừng tân gia. Hiện nay truyền thống sử dụng cuốn thư hoành phi câu đối thì không phổ biến như trước mà thường được treo ở trên và hai bên bàn thờ, không chỉ mang lại nét đẹp truyền thống sang trọng. Hình ảnh cây bút và cây kiếm trên cuốn thư thì tượng trưng cho sức mạnh hay cho kiến thức, giúp ngăn chặn tà khí, làm thanh tịnh cho không gian thờ cúng. Chữ trên cuốn thư và ý nghĩa của chữ trên cuốn thư có thể coi là quan trọng nhất khi người ta lựa chọn một bức cuốn thư hay hoành phi câu đối. Các chữ trên cuốn thư phổ biến nhất mà chúng ta thường thấy như là Đức Lưu Quang, Phúc Mãn Đường, Thiện Tối Lạc, Phúc Lộc Thọ hay Phụng Gia Tiên. Và chữ được sử dụng phổ thông nhất và hàng ngày chúng ta nhìn thấy nhiều nhất thì có lẽ là chữ Đức Lưu Quang. Ý nói là đức độ thì sẽ tỏa sáng muôn đời. Cách treo hoành phi cuốn thư câu đối thì muốn trang trí cho không gian thờ cúng được đẹp, trang nghiêm thì trước hết phải tuân theo những quy định dưới đây. Lưu ý khi treo câu đối hoành phi, ở trong chùa, nhà thờ họ hoặc với nhà thờ lớn thì người ta thường treo câu đối cùng với cửa võng, cũng có thể treo thêm bức cuốn thư ngay bên trên phía ngoài cửa vào. Với phòng ngủ vừa và hẹp thì chỉ cần một bộ hoành phi câu đối hoặc là một bộ cuốn thư câu đối. Về nhà ba gian hoặc không gian nhà nhỏ thì treo cuốn thư kèm theo câu đối dạng lá chuối hay quả đào. Nhà hiện đại thì treo bức hoành phi và câu đối hình chữ nhật. Bức hoành phi hoặc cuốn thư thì nhất thiết phải có chiều dài ngắn hơn hoặc bằng chiều dài của bàn thờ, và cũng cần để ý tới kích thước của bàn thờ để treo, tránh treo bức hoành phi cuốn thư câu đối to quá hoặc là nhỏ quá mà làm mất đi tính thẩm mỹ của không gian thờ. Chú ý là hoành phi câu đối ở chùa, nhà thờ họ, bàn thờ gia tiên thì cần treo cho đúng ý nghĩa, phù hợp với phong tục, tập quán và đạo lý. Cách treo cuốn thư hoành phi câu đối, điều đầu tiên cần phải làm là dùng thước đo rồi vạch đánh dấu các vị trí để treo. Lấy bàn thờ làm chính giữa thì bức cuốn thư hoặc hoành phi đặt cách mặt bàn thờ một khoảng 80cm đến 1m và nghiêng từ 20 đến 25 độ so với mặt tường để chúng ta có thể nhìn thấy rõ hoa văn ở trên đó. Tiếp theo thì câu đối sẽ được treo song song hai phía của bàn thờ và nhất định phải treo thấp hơn bức hoành phi hoặc cuốn thư. Trên đây là những lưu ý về cách treo cuốn thư hoành phi câu đối mà chúng tôi chia sẻ đến các bạn. Thì nếu các bạn có nhu cầu mua sắm các sản phẩm về nội thất phòng thờ như là bộ hoành phi câu đối hay là cuốn thư câu đối hoặc sập thờ thì hãy liên hệ tới cơ sở đồ gỗ Tùng Tám, và tôi sẽ để chi tiết thông tin liên hệ bên dưới phần mô tả video cho mọi người có thể tham khảo. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại trong những video clip khác. Nếu mọi người quan tâm thì hãy bấm đăng ký kênh của chúng tôi để cập nhật được những tin tức hoàn toàn miễn phí.